Cho bà đi chơi nhá. Đấy, bà đang đứng ở gốc cây đu đủ này, nhìn thấy chưa, rất là nhiều quả đu đủ luôn. Đấy, cười toe toét tôi rồi, lấy cái gì còn lấy đội lên đầu nữa. Đấy, sao nè, ba hai cây này, cái cây ngoài này nữa nè. Đấy, ui rồi, Thôi rồi, cây đu đủ này mà chạy chạy. cái này quả to hơn, Thôi rồi. cái này quả to hơn. Đây đứng đây. Đấy, nhiều quả lắm. Ui giời rồi. Được rồi, xong rồi, rất nhiều quả đu đủ luôn. Thích chưa? Đấy, thích chưa? Vì dòng cây đu đủ sướng này. Đấy. Đây sân nhà dì Năng này. Đấy. Đẹp chưa? Cho cụ đi chơi. Cụ chống gậy đi này, đấy, hoành tráng Không chống lại chưa? bác hay Ơi. bà kia đi quá kìa mà thì rằng hai cây đu đủ với cả cái gì vậy Bà ơi chết mày quá này sao lại bà lại được xuống chơi với giao cho đây này xuống chưa nhớ quá mà lúc nào cũng nhớ nhớ các gì chúng em bảo đằng nào rồi hôm nào thì làm sẽ ăn man mát thì lên chơi với bà với bác Hương hay đây quá ra này bà lại xuống chơi Năng ơi chắc là đang công tác à. Không đang ngồi chơi à bà mới có con cháu nó đến chuyện cho gì chuyện là cho bà cho gì mới là bình đạm thì à tôi mới chịu ăn đang truyền đạm đi uống truyền rồi nó khỏe quá là gì nó chắp đi không này gầy quá rồi này đây là cho nhắc này cho đó đây người đó nó gầy quá đi người ta cứ bỏ thế rồi giờ về chuyện cái gì á hả hôm qua chị chuyển được chuyển được 2 ngày rồi hôm nay là ngày thứ ba đúng rồi con có gì ra đi ở đây hát cái chị em chơi cho đây Đó chào gì nhá. Dạ. Trời ơi bà. Vừa hay quá về đu đủ. Ok, không cần thăm con. Không. Cây đu đủ. À cây đu đủ. Cây đu đủ. Đi vào đi. Bà ơi, bà đi vào đây đi, bà cho mát. Được rồi, để từ từ tôi đi. Bây giờ thế mà chẳng báo gì cả, cũng cái tội bất ngờ. Đâu của người ta đi. Thích gây bất ngờ. À, hôm nay mà vừa nói không không người ta. Này. Đấy. Không chạy cái gì trên nhà. Bình minh cô tôi chắc là đi trong nhà đây con đi thế nào trong nhà